ô nhiễm môi trường và nạn phá rừng, một phần được gây nên bởi thói quen đun nấu truyền thống, sử dụng nhiên liệu như than, củi, rơm, rạ, hiện nay còn rất phổ biến ở các vùng nông thôn Việt Nam. Tập quán đun nấu này còn là nguy cơ gây nên các bệnh về phổi, mắt hay trẻ em phải nghỉ học để đi kiếm củi phục vụ cho nhu cầu đun nấu của gia đình. Solar Shop nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị năng lượng mặt trời, thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tự nhiên vào cuộc sống. Solar Shop đặc biệt hướng tới phục vụ cộng đồng nghèo và người dân tại các vùng có nạn phá rừng xảy ra nghiêm trọng, góp phần giảm tập quán sử dụng cây rừng làm củi đun, giảm ô nhiễm không khí trong nhà và mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế cho người dân nghèo. Trong hơn 10 năm qua, Solar Shop đã sản xuất và cung cấp hơn 2.000 bếp năng lượng mặt trời cho người dân nghèo và cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong tương lai, Solar Shop mong muốn sản phẩm năng lượng mặt trời sẽ được phổ biến rộng rãi hơn tại các vùng miền khác trên cả nước.